thứ sáu ngày 20 tháng 5. Tin mừng theo Thánh Gioan. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Yêu như Thầy. Có rất nhiều định nghĩa về tình yêu, cách yêu. Yêu chính là muốn ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây. Yêu là cùng nhau nhìn về một hướng. Vậy yêu thực sự là yêu như thế nào? Trong bài tin mừng, Đức Giêsu dạy về tình yêu. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Tình yêu của Chúa là tình yêu đích thực, tình yêu lớn nhất. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã thí mạng sống vì bạn hữu. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu của trao ban và hy sinh. Chúa Cha trao ban Con Một cho nhân loại. Chúa Con hy sinh hiến dâng mạng sống trên thập giá. Chúng ta cũng được mời gọi sống tình yêu đích thực ấy qua những hy sinh, phục vụ trong gia đình, trong khu xóm, trong cộng đoàn hội thánh. Hoa trái yêu thương ấy sẽ tồn tại mãi mãi. Lạy Chúa phục sinh, xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm được tình thương của Chúa để yêu thương nhau hơn. Xin làm cho mọi người sống chung quanh chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa. Amen.